Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm AEG Sub để tạo một sub karaoke có hiệu ứng đẹp. Có một vài thứ mà chúng ta cần có trong máy tính trước khi bắt đầu. Một là bài hát, có thể là một file MP3 hoặc một video mà bạn chuẩn bị làm sub karaoke. AEG Sub có thể tách phần âm thanh từ file video. Vì vậy, bạn không cần phải tạo một file âm thanh riêng biệt nếu bài hát đã có ở trong file video. Hai là lời của bài hát. Việc này rất dễ dàng. Chúng ta chỉ việc truy cập vào một trang nghe nhạc yêu thích, copy lời bài hát và dán vào notepad. Vậy là mọi thứ đã sẵn sàng. Chúng ta bắt đầu. Bước 1. Tải âm thanh bài hát. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc tạo ra một file mới. Bạn đã thực sự có nó nếu bạn vừa mới khởi động AEG Sub. Bây giờ bạn chọn bài hát của bạn. Chọn Open Audio File từ menu Audio. Rồi chọn bài hát của bạn. Khi nó đã hoàn thành, bạn sẽ có một màn hình hiển thị dạng sóng. Màn hình hiển thị âm thanh ở trên cùng của cửa sổ AEG Sub. Chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để sử dụng màn hình hiển thị này cho việc đặt thời gian hiển thị lời bài hát vào lúc sau. Nhưng trước hết chúng ta hãy tạo lời cho bài hát. Chúng ta sang bước 2, nhập lời bài hát. Bây giờ để có được lời bài hát, chúng ta chỉ cần gõ vào ô trống. Nhưng bạn không nên làm như vậy. Sẽ hiệu quả và tiết kiệm thời gian hơn nếu bạn đã có file notepad lời bài hát mà tôi đã nói ở trên. Chúng ta vào menu file và chọn Open Subtitle, hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl O rồi chọn lời cho bài hát. Lời bài hát sẽ xuất hiện ngay lập tức ở phần ô trống phía dưới. Chú ý rằng tất cả chúng đều có thời gian bắt đầu và kết thúc đều là không. Điều này giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc chỉnh thời gian hiển thị lời bài hát với bản nhạc. Đến đây tốt nhất bạn nên lưu lại để tránh những sự cố có thể xảy ra, mất điện hoặc máy tính bị sập nguồn. Hơn thế, bạn cũng có thể lưu lại sau một cách dễ dàng mà không phải đặt tên. Bạn nên nhớ rằng AEG Sub tự động lưu lại bản copy trong mỗi phút. Như vậy chúng ta đã có lời bài hát. Ok, chúng ta bắt đầu đặt thời gian cho từng câu trong lời bài hát. Bước 3. Đặt thời gian cho từng câu trong lời bài hát. Trước khi chúng ta bắt đầu đặt thời gian cho lời bài hát, bạn nên biết rằng cái cách mà tôi hướng dẫn bạn làm ở đây chỉ là một trong số rất nhiều cách. Nhưng theo tôi, đây là cách tối ưu nhất, hiệu quả nhất và tiết kiệm thời gian nhất cho bạn. Ok, chúng ta bắt đầu bằng câu đầu tiên. Chúng ta sẽ phải tìm điểm đầu và điểm cuối của câu này để đảm bảo rằng phần âm thanh phù hợp với nó. Để xác nhận việc thay đổi và lưu lại, bạn chỉ cần bấm vào nút Commit. Khi bạn nhấn vào nút đó, chương trình cũng sẽ tự động gửi đến dòng kế tiếp. Vì vậy, ngay lập tức bạn có thể tiếp tục việc đặt thời gian một cách dễ dàng. Chúng ta tiếp tục công việc này. Bạn sẽ phải tiếp tục công việc này cho tới khi hết bài hát, tìm điểm đầu và kết thúc của một câu rồi lưu lại. Trượt ở phía bên phải của màn hình hiển thị âm thanh để phóng to.
Khi các bạn đã chỉnh xong, các bạn tích vào nút như vậy là chúng ta đã có một sub karaoke. Nhưng hiệu ứng hiển thị chữ của sub này rất đơn giản. Để có một sub karaoke đẹp, chúng ta sẽ tiếp tục. Các bạn để ý, ở dưới này ta có hai style là default and hang Google. Vì vậy ta chọn hai style tương tự như ở dưới, đó là default and hang Google. Nhấn OK. Ấn Yes. Chúng ta thoát ra. Bây giờ chúng ta xem kết quả.